Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Như các bạn đã biết thì Mercedes-Benz GLC là cái chiếc xe mà bán được nhiều nhất của Mercedes-Benz hiện tại, cũng như là chiếc xe GLC gần đây được một cái giải thưởng là xe của năm luôn các bạn. Đó, thì xét cho cùng các bạn thì GLC sẽ chiếm khoảng tầm 60% thị phần của xe Mercedes-Benz, có nghĩa là 10 chiếc xe Mercedes-Benz bên Duy bán ra thì bên Duy đã bán được khoảng tầm 6 chiếc xe GLC. Đó, và các bạn sẽ rất là dễ bắt gặp những cái chiếc xe lăn bánh ở khắp mọi nơi trên cả nước Việt Nam chúng ta, cũng như là khi mà chúng ta đi vào những cái tầng hầm chung cư hoặc là những cái trung tâm thương mại thì chúng ta rất là dễ tìm những chiếc xe Mercedes-Benz GLC. Và ngày hôm nay Duy sẽ chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic để mà giới thiệu cho các bạn. Đó, và đối với trong dòng GLC này thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phiên bản ha, GLC 200 nè, GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300 AMG. Đó, và bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này, cũng như là tại sao ngày hôm nay Duy sẽ chọn chiếc xe màu đen cũng như là cái chiếc xe màu trắng, bởi vì đây cũng như là hai cái phối màu mà sẽ được rất là nhiều những anh chị khách hàng bên Duy lựa chọn, cũng như là bên trong nội thất của hai chiếc xe này là ghế. Đối với chiếc xe GLC 200 Formatic màu đen thì Duy sẽ chọn cái phối màu là màu kem ở bên trong, cũng như là xe GLC 200 Formatic màu trắng thì Duy sẽ chọn cái phối màu là màu đen bên trong, bởi vì đây là một cái phối màu tương phản, nó rất là đẹp luôn các bạn. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ cái xe này nha. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic sẽ được thiết kế như thế này, nhìn rất là khỏe khoắn và rất là thời trang các bạn ha. Ở đây có một cái logo to bản ở giữa, cũng như là lưới tản nhiệt hai nan. Đó, thì với cái chiếc xe GLC 200 Formatic này thì cũng có một cái thiết kế gần như là tương đồng so với những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đó, các bạn thấy không? Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở phần đầu xe này các bạn, ở đây nó sẽ có một cái camera ha. Thì đồng nghĩa với việc là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này sẽ sang được trang bị cái hệ thống là camera 360 độ. Đó, ở đây ha, thì ở trên kính của xe cũng có, cũng như là ở phía sau. Đó, ngoài ra thì phía trước của chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều cảm biến nè các bạn. Thì chính xác là 6 cảm biến phía trước cũng như là 6 cảm biến phía sau. Thì 6 cảm biến này sẽ giúp cho chúng ta đậu xe cũng như là phát hiện được chướng ngại vật ha, rất là dễ dàng. Các bạn sẽ thấy đèn xe nè. Đó, đèn xe được thiết kế rất là đẹp mắt luôn các bạn ha. Đó, thì Duy sẽ cho các bạn xem, đây là cái mí LED nè. Đó, thì khi mà các bạn chạy ban ngày á các bạn, thì chúng ta sẽ thấy là cái đèn LED nó sẽ sáng lên ở đây. Đó, cũng như là đèn xi nhan nó cũng sẽ là đổi màu ở trên cái đèn LED này. Đó, và đây là sử dụng cái công nghệ đèn LED High Performance thôi các bạn. Thì với công nghệ đèn LED này nó sẽ khác so với lại cái đèn LED trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Formatic. Đó, thì trên GLC 300 Formatic là lại sử dụng cái đèn pha multi-beam LED, thì có nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều những cái tính năng ở bên trong của cái đèn này ha. Thì thực ra một cái điều chia sẻ nữa ha, thì đối với cái đèn LED hay là một cái đèn multi beam LED các bạn, thì nó chỉ phát huy được cái tính năng đó khi mà các bạn đi trên những cái đoạn đường dài ha, đường tỉnh hoặc là đường quốc lộ, đường cao tốc, hoặc là đi những cái đoạn đường cua. Còn nếu như mà chúng ta đi trong đoạn đường thành phố ha, thì Duy nghĩ nha, thì cái đèn LED hay là cái đèn multi beam LED thì nó cũng sẽ gần như là tác dụng gần như giống nhau luôn các bạn ha. Cho nên là nếu mà các anh chị và các bạn nào mà đi thường xuyên lưu thông trên thành phố thì có thể là chọn đèn LED rồi, được rồi ha. Ngoài ra thì các bạn biết rồi, thì đối với chiếc xe Mercedes-Benz thì trang bị đèn LED thì nó cũng rất là sáng rồi các bạn, rất là sáng rồi. Thì đa phần là Duy nghĩ là khách hàng của Duy cũng sẽ không có bận tâm lắm về cái vấn đề là đèn LED hay là đèn LED thông minh nữa. Đi sang một bên hông một chút xíu các bạn sẽ thấy là cái bộ mâm xe đây. Đó, bộ mâm xe của chiếc xe GLC 200 Formatic thì các bạn sẽ thấy là được thiết kế nhìn nó rất là khỏe khoắn luôn. Đó, các bạn thấy không? 6 cánh ha, là được thiết kế to bản luôn. Cũng như là lớp xe này thì đang sử dụng cái lớp là 235/55R19. Thì lớp xe 19 inch luôn các bạn. Đó, nhìn nó rất là khỏe khoắn và rất là chắc chắn ha. Bên trong thì lại được sơn màu đen bóng, cũng như là bên ngoài thì để lộ cái mặt nhôm kim loại nè. Đây là một cái thiết kế mà gần đây của Mercedes-Benz ha, nhìn nó rất là khỏe khoắn cũng như là rất là thể thao luôn. Ok ha. Và bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu để cho các bạn xem là toàn cảnh bên hông của chiếc xe Mercedes-Benz GLC. Đó, ở đây thì được trang bị một cái bệ bước nè các bạn.
đó, bể bước bằng hợp kim nhôm ha. Đây là cái bể bước tiêu chuẩn luôn các anh chị và các bạn, không cần phải lắp thêm hay độ thêm gì nữa hết. Và Mercedes-Benz sẽ trang bị cái ốp này là ốp tiêu chuẩn. Về ngoại hình của chiếc xe GLC 200 4MATIC này so với lại Mercedes-Benz GLC 200 mà phiên bản một cầu đó các bạn, thì các bạn sẽ thấy về ngoại hình nó sẽ không có khác nhau gì hết, nó không khác nhau nhiều các bạn, chỉ khác mỗi là cái phần bộ mâm thôi đó, cũng như là cái phía sau của chiếc xe GLC nè, thì cái đèn xe sẽ được thiết kế như thế này đó, những cái đèn đèn ống dạng hộp ha, nó sẽ được thiết kế khi mà chúng ta đi vào ban đêm á, thì cái đèn này sẽ sáng lên nhìn nó rất là đẹp ha. Đó, logo GLC 200 bên đây và 4MATIC nó sẽ nằm ở bên đây. 4MATIC thì các bạn biết rồi ha, Duy cũng đã nói rất là nhiều rồi. Đây là cái hệ thống vận động 4 bánh toàn thời gian. Thì cái chiếc xe của chúng ta hay gọi là xe hai cầu đó các bạn, mọi người hay gọi là xe hai cầu ha. Thì khi mà chúng ta chiếc xe của chúng ta được trang bị cái hệ thống 4MATIC này, thì khi mà chúng ta đi trên những cái đoạn đường ở tốc độ cao hoặc là những cái đoạn đường mà xấu, những cái đoạn đường gập ghềnh á, thì cái việc mà tăng cái độ bám đường cho chiếc xe của chúng ta cũng như là an toàn hơn ha, rất là nhiều. Đó, những anh chị và các bạn nào mà thường xuyên là di chuyển ở tốc độ cao cũng như là đi những cái cung đường mà xấu, đường trời mưa các bạn, thì các anh chị và các bạn nên chọn cái 4MATIC này ha. Đây là phần cốp xe của chiếc xe Mercedes-Benz GLC ha. Thì cái cốp xe này thì các bạn sẽ thấy nè, nó cực kỳ rộng luôn. Đó, cũng như là bên trong này thì Duy có trang bị những cái đồ theo xe cho chiếc xe Mercedes-Benz GLC cũng như những cái quà tặng. Đó, ở đây thì các bạn sẽ thấy là có một cái túi y tế nè ha. Túi y tế này thì bên trong nó cũng sẽ có là những cái dụng cụ y tế thôi, cũng không có gì. Ở đây là một cái hộp quà khi mà Di giao xe thì Di sẽ có tặng cho các anh chị khách hàng của mình. Ở đây, một cái giỏ để chúng ta để đồ, giỏ xếp các bạn nha, rất là gọn gàng nha. Những cái sách hướng dẫn sử dụng các bạn, nó nằm ở đây nha, cũng như là một cái túi da để chúng ta có thể để những cái giấy tờ sau này của chúng ta. Rồi một cái hộp để chúng ta gạt thuốc lá nằm ở đây các bạn nha, và một cái bộ thảm theo xe. Bộ thảm này là bộ thảm nỉ các bạn, rất là đẹp, của Mercedes-Benz nè. Ở đây có dòng chữ Mercedes-Benz được thêu luôn. Thì với những cái chi tiết này thì Di cũng đã cho các bạn xem rất là nhiều rồi, cũng như là ở phía dưới của chiếc xe Mercedes-Benz GLC thì sẽ được trang bị cái lớp xe dự phòng. Đó, đây là cái lớp xe dự phòng, là cái lớp để đi tạm thôi các bạn nha. Bởi vì là cái kích thước của nó là nó sẽ khác so với là kích thước của cái lớp xe tiêu chuẩn của chúng ta. Đó, ngoài ra thì bên trong này nó sẽ có những cái dụng cụ để chúng ta thay lớp nè, bơm điện, rồi con đội, rồi tay quay này nọ, tất cả mọi thứ nó nằm ở rất là gọn gàng ở trong này ha. Ở đây thì các bạn sẽ thấy có hai cái nút bấm nè. Đó, thì hai cái nút bấm này để chúng ta gặp lại cái hàng ghế này các bạn. Đó, khi mà chúng ta gặp lại cái hàng ghế này thì cái không gian phía sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC nó rất là rộng luôn. Đó, rất là phù hợp cho chúng ta khi mà chúng ta có thể là cần chở những cái đồ đạc cồng kềnh ha, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta đi du lịch chỉ có hai người hoặc là ba người các bạn, thì chúng ta có thể là gặp cái hàng ghế này lại và chúng ta có thể để được rất là nhiều hành lý, kể cả một chiếc xe đạp xếp nằm ở đây luôn các bạn. Đó, rất là ok luôn ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chi tiết để mà đẩy hành lý. Đó, khi mà xe của chúng ta để những cái vật dụng ở dưới đây nó rất là nhiều thứ ha, lộn xộn ha, thì chúng ta có thể kéo tấm rèm này lại thì nó nhìn nó lịch sự hơn rất là nhiều, cũng như là chúng ta có thể để được những cái khăn giấy hoặc là nón hoặc là dù ở trên đây, những cái vật dụng nhẹ trên đây các bạn. Đó, nhìn nó rất là lịch sự ha. Ok, ở trên đây thì nó sẽ có một cái nút bấm để chúng ta đóng cốp. Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC cũng như là GLC 300 hoặc là GLC 200 thì chúng ta sẽ thấy là thiết kế bô nó nằm đối xứng ở hai bên. Đó, cũng như là đây là cái chi tiết là bô giả ha các bạn, bô giả thôi. Đó, Duy có thể sờ vào đó các bạn. Thì Mercedes-Benz cố tình là thiết kế cái bô giả như thế này để khi mà chúng ta đứng ở phía sau, chúng ta có thể là lấy đồ các bạn, thì nó sẽ không bị bỏng chân ha, nó sẽ không bị nóng chân của chúng ta. Và cái cổ bô các bạn thì nó sẽ cho xuống dưới đất nè. Đó, các bạn thấy không nè, nó sẽ cho xuống dưới đất luôn. Đó, như thế thì nó cũng sẽ rất là hay các bạn ha. Trước khi đi vào bên trong của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC này thì Di sẽ chỉ cho các bạn cái điểm phân biệt giữa cái chiếc xe GLC 200 phiên bản tiêu chuẩn với lại GLC 200 4MATIC các bạn. Đây, kính xe ha,
toàn bộ cái kính ở khoang sau của chiếc xe GLC 200 Formatic này. Đây là kính cách nhiệt màu tối các bạn nha. Cho nên là hiện tại là hai chiếc xe này là bên Duy vừa mới đem từ nhà máy về, chưa có dán kính hay là chưa có làm bất kỳ cái option nào hết các bạn. Đó thì các bạn cũng đã thấy là cái kính xe nó là màu tối rồi nè, đó, màu đen như thế này rồi. Đó thì nó sẽ giống như trên cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 AMG. Ha, thì đối với cái chiếc xe GLC 200 phiên bản một cầu thì nó sử dụng là kính cho màu trắng hết cho tất cả các cửa ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong của chiếc xe GLC 200 Formatic này. Duy đang ngồi bên trong cái khoang nội thất có cái ghế màu kem các bạn. Thì cái nội thất của ghế màu kem á, thì chúng ta sẽ thấy là sẽ được thiết kế theo hai trong tông màu chủ đạo, đó là màu kem đó ở trên cái phần ghế ngồi nè, những cái phần để tay nè, cũng như là màu nâu được bọc trên tắp lô cũng như là tay lái ha. Thì có thể nói đây là một cái phối màu mà rất là hay ha, nhìn nó rất là ấn tượng luôn các bạn. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó có điểm những cái điểm nhấn nhá ha, là màu nâu nè, rồi màu be nè, cũng như là cái chi tiết mà ốp gỗ cho cái chiếc xe GLC 200 Formatic này, Mercedes-Benz lại chọn cái ốp gỗ màu nâu mờ nữa, cho nên là như thấy là nó cực kỳ phù hợp trên cái phần mà thiết kế cái màu ghế da cũng như là cái táp lô của chiếc xe GLC 200 Formatic này ha. Cái điều mà khi mà tất cả các anh chị và các bạn cũng như là những cái người mà yêu thích lái xe ha, thì cái việc mà khi mà chúng ta bước vào cái khoang lái của một chiếc xe ô tô thì cái điều mà làm cho chúng ta mà ấn tượng đầu tiên có thể nói là đây là cái vô lăng ha. Cái vô lăng của chiếc xe GLC 200 Formatic cũng như là những chiếc xe Mercedes-Benz nói chung thì bây giờ đều là cái sử dụng cái vô lăng đa chức năng hết rồi đó. Và cái vô lăng này thì các bạn thấy hình dung là nó cũng y chang trên những cái chiếc xe Mercedes-Benz khác hoặc là những cái chiếc xe Maybach ha. Thì đều là những cái vô lăng đa chức năng, cũng có những cái phím điều chỉnh ở bên đây cho cái màn hình này, cũng như là phím điều chỉnh bên này cho cái màn hình táp lô đó. Hầu như là khi mà chúng ta đang lái xe các bạn, chúng ta có thể điều chỉnh hết tất cả mọi thứ cài đặt ở trên cái màn hình giải trí cũng như là màn hình táp lô thông qua những cái nút bấm trên vô lăng. Có nghĩa là khi chúng ta lái, chúng ta không có phải là rời tay lái nữa các bạn, thì để tránh cho cái trường hợp là chúng ta sao lãng trong cái việc là lái xe đó. Thì càng về sau các bạn, càng về sau những cái nhà sản xuất ô tô, đặc biệt là Mercedes-Benz, thì họ sẽ chú trọng là đối với việc mà khi mà chúng ta bước lên xe chúng ta lái thì chúng ta chỉ có việc là vào số để lái thôi, còn hầu như là những cái tính năng mà phụ còn lại thì có thể là chúng ta sẽ tự động hoàn toàn luôn ha. Hầu như là xu hướng sau này thì Mercedes-Benz sẽ về sau nó sẽ rút gọn rất là nhiều các bạn. Thì đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này cũng vậy các bạn đó. Khi mà Duy cũng như là tất cả các bạn khi mà lên xe, chỉ việc là chỉnh ghế lại, ngồi lại vào số là chạy thôi. Đèn nó cũng sẽ tự động mở cho các bạn ha, gạt mưa cũng sẽ tự động gạt luôn đó. Ngoài ra thì đối với cái màn hình mà MBUX thế hệ mới này các bạn, chúng ta có thể là cảm ứng nè, cũng như là ra lệnh bằng giọng nói luôn. Khi mà chúng ta đang lái xe thì hầu như là chúng ta có thể là mọi cái cử chỉ, mọi cái điều khiển, mọi cái coi như là cài đặt thì chúng ta có thể là thông qua bằng cái ra lệnh bằng giọng nói hoặc là điều khiển trên này, nó rất là tiện lợi luôn. Ok các bạn, Duy sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn những cái điểm chính và những cái điểm nổi bật trên chiếc xe Mercedes-Benz GLC. Còn nếu mà Duy giới thiệu hết thì chắc là cái clip này nó rất là dài các bạn. Đó, đầu tiên thì Loudmaster ha. Loudmaster đây là một cái hệ thống âm thanh mà rất là cao cấp của Đức, cũng như đây là một cái thương hiệu âm thanh là hàng đầu trên thế giới hiện tại bây giờ đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic cũng như là GLC 300 hoặc là những dòng xe S-Class hoặc là Maybach của chúng ta thì đều có trang bị cái Loudmaster này ha. Đó thì thường Loudmaster thì sẽ dành cho những cái phiên bản mà ở cái cấu hình cao đó. Và đối với chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này thì Mercedes-Benz trang bị cho nó là cái 13 loa công suất là 590W đó. Thì Duy nghĩ là với cái hệ thống âm thanh như thế này thì có thể là sẵn sàng đáp ứng được những cái đôi tai rất là khó tính của những anh chị khách hàng của mình ha. Loudmaster đây là một cái điểm rất là hay trên chiếc xe này. Đối với những cái chiếc xe cao cấp các bạn thì việc trang bị những cái chiếc xe nó phải kiểu dáng đẹp, rồi bên trong có nhiều option, thì cái loa chính là một cái mà không thể nào mà không, nhà sản xuất không thể nào mà bỏ quên được các bạn ha. Nó rất là chú trọng trong cái việc mà đầu tư cái loa cho những cái chiếc xe cao cấp. Tiếp theo nữa các bạn,
Hồi nãy thì Duy đã nói sơ về cái màn hình này rồi ha các bạn. Thì cái màn hình này là màn hình thế hệ mới của Mercedes-Benz, và hầu như những cái dòng xe mà bắt đầu là từ đây trở về sau của Mercedes-Benz bạn, thì Duy nghĩ là đều sẽ thiết kế theo cái dạng màn hình MBUX như thế này hết, và đều là cảm ứng hết. Các bạn sẽ thấy nè, cảm ứng nó rất là mượt mà luôn. Và màn hình của chúng ta là 10,25 inch các bạn nha, rất là sắc nét, rất là to. Đó. Cài đặt thì chúng ta có thể là chọn cái ngôn ngữ bằng tiếng Việt hết rồi, cho nên là cái việc mà chúng ta sử dụng những cái tính năng ở trên xe, những cái cài đặt này thì nó rất là nhanh, rất là gọn, cũng như là nó rất là thân thiện với người dùng. Đó, thì trước đây thì khi mà giao một cái chiếc xe các bạn, cách đây khoảng tầm 5-7 năm về trước thì Mercedes-Benz hầu như là chỉ có trang bị là ngôn ngữ tiếng Anh hoặc là những cái ngôn ngữ tiếng nước ngoài thôi. Đó, hầu như sẽ không có chọn được cái ngôn ngữ Việt Nam. Và khi mà Duy giao xe các bạn, cũng như là khách hàng sử dụng phải hỏi Duy rất là nhiều, cũng như là khách hàng phải mất một cái thời gian cũng khá là lâu để mới có thể là sử dụng được những cái tính năng, những cái cài đặt trên xe. Nhưng đối với những cái chiếc xe gần đây của Mercedes-Benz, thì khi mà Duy giao xe cho anh chị khách hàng của mình các bạn, thì hầu như là khách hàng rất là ít hỏi Duy về những cái tính năng sử dụng xe, hoặc có thì đôi khi chỉ là một cái hoặc là hai cái thôi. Đó, thì hầu như các anh chị của mình cũng có thể là sử dụng xe một cách coi như là rất là rành mạch, cũng như rất là trơn tru rồi. Đó, thì những anh chị và các bạn nào mà có dịp ha đến cửa hàng bên Duy, thì Duy sẽ tư vấn cũng như là cho các anh chị các bạn trải nghiệm những cái hệ thống cài đặt, những cái ứng dụng ở trên xe ha, nó rất là tuyệt vời. Ở đây thì Mercedes-Benz GLC cũng như những mẫu xe hiện tại bây giờ, thì Mercedes-Benz trang bị những cái hốc gió theo dạng tròn các bạn. Đó, nhìn nó rất là hay các bạn ha. Đó, những cái nút bấm này thì chúng ta để điều khiển cái máy lạnh nè. Đó, máy lạnh của chiếc xe GLC 200 thì sử dụng là hệ thống máy lạnh là hai vùng tự động. Đó, bên này chúng ta có thể chỉnh được nhiệt độ khác bên này luôn các bạn ha. Khu vực này thì chỉnh máy lạnh ha. Khu vực này thì để chúng ta điều khiển một vài những cái cài đặt cũng như là những cái hệ thống, chẳng hạn như các bạn sẽ thấy là có cái chữ tel nè, là telephone đó các bạn, điện thoại ha. Navi là bản đồ nè, radio hoặc là media. Đó, những cái ứng dụng để chúng ta nghe nhạc nè. Rồi cài đặt nó nằm ở đây, cũng như là những cái nút để cài đặt nó rất là nhanh ở đây ha. Khu vực này là khu vực điều khiển trung tâm nè, cũng như là cái touchpad, bàn phím để chúng ta điều chỉnh cảm ứng nè các bạn. Nó nằm ở đây, nó rất là nhạy ha. Và khi mà chúng ta điều khiển á, nó sẽ có một cái tín hiệu kêu bing bing lên, cũng như là có phản hồi xung lực để cho chúng ta biết là cái thao tác của chúng ta đã được thực hiện. Ở đây là những cái với cái thiết kế này các bạn, thì hầu như nó sẽ tương đồng với tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hiện tại rồi các bạn. Đó, các bạn thấy nè. Ở đây là nút Dynamic, là cái nút để chúng ta điều khiển chế độ lái của xe. Thì đối với chiếc xe GLC nói chung cũng như là GLC 200 4MATIC này, thì chúng ta có tổng cộng là 5 chế độ lái, là Eco, Comfort, Sport, Sport cộng, cũng như là chế độ lái Individual. Thì với những cái tính năng ở dưới các bạn, thì các bạn ít nhiều là các bạn cũng đã biết ha, nó hoạt động như thế nào là Eco, Comfort, Sport hoặc là Sport cộng rồi ha. Nhưng mà chế độ lái danh cùng là các bạn, chế độ cá nhân hóa, chúng ta có thể là tự cài đặt chiếc xe của chúng ta theo ý của chúng ta lái ha. Mọi người sẽ có một cái ý thích, một cái sở thích lái cá nhân khác nhau, thì chúng ta có thể tự chọn cho mình. Ok, camera của chiếc xe GLC 200 4MATIC này sử dụng camera 360 độ luôn, và cực kỳ sắc nét luôn, các bạn sẽ thấy không nè, rất là sắc nét luôn. Và Duy có thể chọn được những cái góc nhìn, những cái coi như là view để mình có thể là biết là cái chiếc xe của chúng ta là lùi tới vị trí nào, cũng như là ở phía sau hoặc là bên hông có những vật cản như thế nào thì chúng ta có thể là né tránh. À, rất là tiện lợi. Thì Duy nghĩ là với cái tính năng camera 360 độ này thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, cũng như là các bạn biết rồi ha, khi mà chúng ta đậu xe các bạn, đó thì nó có thể là có những cái con chó hoặc là những con mèo nó đậu ở phía sau hoặc là ở bên hông, mà đôi khi chúng ta nó không có thấy, thì đối với cái camera 360 độ này thì các bạn có thể thấy toàn cảnh luôn, nó an toàn hơn rất là nhiều. Cũng như là với cái camera 360 độ này thì Duy nghĩ nó sẽ rất là phù hợp cho những cái anh chị nào mà mới lái xe, hoặc cũng như là đó, những chị mới lái xe hoặc là mấy chị phụ nữ các bạn, thì rất là an toàn ha, rất là tiện luôn. Đó, volume lớn nhỏ nói chung là những cái nút bấm cơ bản nằm ở đây ha. Bên trong học này thì sẽ có là hai cái USB để chúng ta có thể là sạc điện thoại các bạn. Và ngoài ra ở trong cái học này thì chúng ta có thể là để được một cái điện thoại để chúng ta có thể là sạc không dây nằm ở đây. Các bạn thấy không, để Duy tắt cái này
Đó, sạc không dây được khởi động nè các bạn thấy không? Cũng như là ở trong cái hộc để ly nước này, chúng ta sẽ có là cái cổng để kết nối điện thoại qua cái tính năng là Apple CarPlay hoặc là Android Auto, để chúng ta có thể là kết nối cái điện thoại của chúng ta vào trong xe. Đó, những cái tính năng về giải trí, nghe gọi điện thoại, tất cả mọi thứ nó đều báo lên xe cho chúng ta hết ha, rất là tiện lợi luôn, rất là hay. Đây là một cái tính năng mà Duy cực kỳ thích luôn. Mỗi lần lên xe, cái việc mà đầu tiên của Duy là Duy sẽ cắm cái điện thoại của Duy vào trong cái chiếc xe. À, còn khu vực này thì các bạn sẽ thấy là những cái nút bấm mà đèn thôi. Ở đây là chỗ để kính. Đó, đối với cái chiếc xe Galaxy 200 Formatic được trang bị cái ghế màu kem như thế này thì trần xe của chúng ta được bọc cái trần xe màu kem luôn các bạn. Nhìn cái không gian của chiếc xe của chúng ta nó trông nó rộng rãi và thoáng hơn rất là nhiều. Thật sự các bạn, Mercedes-Benz GLC 200 ngoài chiếc xe mà chúng ta dành để đi gặp khách hàng, đi gặp gỡ đối tác ha các bạn, thì có thể nói chiếc xe GLC là một chiếc xe có thể là dành riêng cho gia đình của chúng ta. Đó, bởi vì là các bạn biết rồi, đây là một cái chiếc xe gầm cao ha, một chiếc xe SUV nữa, cho nên nó rất là rộng rãi, rất là thoải mái luôn. Cũng như là khi mà Duy ngồi ở vào cái thế ngồi ở phía sau này các bạn sẽ thấy là cái phần đầu gối của Duy cũng rất là cách xa so với lại cái ghế ngồi ở phía trước nè, cũng như là cái trần xe nó cũng rất là cao, nó rất là dễ chịu luôn. Đó, kính xe được trang bị là kính tối màu rồi, cho nên là cái cảm giác nó rất là mát mẻ ha. Đó, phía sau này thì chúng ta không có chỉnh được nhiệt độ máy lạnh, nhưng mà chúng ta có thể là chỉnh được cái khe gió của máy lạnh, nó sẽ nằm ở đây. Đó, máy lạnh nó sẽ lấy từ ở phía trước chuyển ra phía sau các bạn nha. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có thêm hai cái sạc USB Type-C nữa các bạn, cũng như là đây là một cái cổng mồi thuốc 12V nằm ở đây. Đó, để dành cho các anh chị và các bạn có thể ngồi phía sau, chúng ta có thể là sạc được điện thoại ha, rất là chủ động, không phải chồm ra phía trước để sạc điện thoại nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bệ tựa tay cũng giống như tất cả những cái mẫu xe khác của Mercedes-Benz. Ở đây thì chúng ta có thể là để được hai cái chai nước hoặc hai cốc nước ở đây để đồ. Ngoài ra các bạn, khi mà các bạn ngồi ở cái vị trí này, các bạn có thể lấy đồ từ cái khu vực phía sau thông qua một cái nút bấm trên cái ghế ở giữa nè. Đó, chúng ta có thể lấy đồ hoặc là dù, những cái dù chúng ta trời mưa chúng ta có thể là lấy ở từ phía sau, nó rất là tiện lợi ha. Đó, thì đối với cái khoang phía sau này thì Duy ngồi và Duy cảm giác là cái độ nghiêng của cái ghế cũng rất là thoải mái, rất là vừa phải luôn. Nói chung là cái khoang sau của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này thì cũng sẽ không có nhiều thứ để nói cho anh chị các bạn. Chủ yếu là khi mà chúng ta ngồi vào phía sau này thì chúng ta sẽ cảm giác được cái sự thoải mái của chiếc xe thôi. Ok, và tiếp theo đó các bạn, là một cái rất là quan trọng của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này, đó chính là cái phần động cơ ha. Và bây giờ Duy sẽ mời các anh chị và các bạn xem cái phần động cơ của chiếc xe này. Ok, và đây là khối động cơ của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic. Đó, thì đối với những cái chiếc xe GLC nói chung hoặc như đa phần những cái chiếc xe Mercedes-Benz hiện tại bây giờ các bạn, thì có thể nói đây là một cái động cơ coi như là tối ưu nhất. Đây là động cơ 2.0 lít. Đó, thì đối với chiếc xe GLC 200 Formatic này thì động cơ 2.0 lít này cho công suất là 197 mã lực kết hợp với cái hộp số tự động 9 cấp 9 gear tunic coi như là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ. Đó, thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic này tăng tốc từ 0 đến 100 km/h là mất 7.9 giây. Và các bạn sẽ thấy nè, ở đây đây là một cái điểm cải tiến hơn so với là chiếc xe Mercedes-Benz GLC thế hệ trước đây các bạn đấy. Đối với cái thị trường Việt Nam của chúng ta, các bạn biết là đường xá của chúng ta hay bị ngập mưa, hay bị như là nước ngập á, thì Mercedes-Benz ở thị trường Việt Nam mình trang bị thêm một cái lỗ thông hơi cho cái cầu trước của cái chiếc xe lên trên cao luôn các bạn, cho nên là cái việc mà khi mà chúng ta đi ở những cái đoạn đường ngập nước thì chúng ta cũng sẽ không có sợ cái hiện tượng là bị nước vào cầu xe giống như là cái chiếc phiên bản trước đây ha. Đó, thì với cái động cơ như thế này thì các bạn sẽ thấy là 197 mã lực nó rất là mạnh mẽ luôn. Đó, thì trước đây thì Duy cũng đã cho các bạn xem cái clip là lái thử xe C180 AMG trên đường cao tốc các bạn rồi ha. 156 mã lực 1.5 thôi, nhưng mà cũng rất mạnh mẽ rồi. Đó, cho nên là cái động cơ của chiếc xe GLC 200 Formatic này thì các anh chị các bạn cứ đến ha, bên Duy trải nghiệm cái mẫu xe này. Đó, và bên Duy cũng đang có xe để mà cho anh chị các bạn lái thử luôn. Đó, tất cả các anh chị và các bạn thì
đang có nhu cầu quan tâm đến những cái chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là cái chiếc xe GLC 200 Formatic này thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.